giờ. Và đây là bài gáp anh viết cho người yêu cũ 5 năm trước. Mỹ dẻo. Lúc đó em chia tay anh bởi vì anh hát dở. Nhưng mà bây giờ anh đã là gapper rồi. Em hối hận chưa? Em đã hối hận chưa? Và đây là vài lời anh muốn nói với em nè. Anh nhớ em, anh nhớ em quá trời đất luôn. Anh nhớ em, anh muốn nói là anh nhớ em. Anh nhớ em từ cái lúc mà 5 năm trước. Cái thời yêu em trong cha trong má, anh đợi em trước nhà. Nhà em to em dài em khó anh cũng không chịu bỏ. Cứ cố gắng để rồi anh nhận lại được cái sừng to. Lúc đó 10 tuổi yêu em anh đã biết cố gắng. Chọn tiền ba má để mua cho em căn nhà to. Những chiều chọc chó tại em chơi ngu nên chó cắn. Nhưng mà thôi tại em ngu mà nên thân hay nấy mà lo. Nhưng mà sao Mỹ dẹo à. Em bỏ anh theo thằng đó bởi vì nhà nó có củ khối to. Anh đã níu kéo nhưng mà em cũng bỏ đi rồi. Bây giờ em hối hận chưa, giờ đây anh đã có xe đạp riêng. Anh cắt tay anh bót hình em cũng không chịu quay lại. Anh năn nỉ em quỳ lại em cũng bỏ đi luôn. Để rồi giờ đây nó để bỏ em rồi đó. Mỹ dẻo à. Em ngu như con bò. Anh rạc tay anh bót hình em cũng không chịu quay lại. Anh năn nỉ anh quỳ lại em cũng bỏ anh đi luôn. Để rồi bây giờ nó để bỏ em rồi đó. Mỹ dẻo à. Ngu như con bò. Hey yo, what's up man? Mình là rapper cường mới nổi.